Ok, còn một thằng nữa thôi. Thằng còn thằng thắng, còn thằng còn thắng. Đây đây đây. Đây đủ đúng không? Và ok vậy chúng ta ôi giời, cái gì đấy? Sang ơi, nhìn tao rồi Sang ơi. Mày gì win chắc rồi. Sao mày đi đây? Tại vì cái đồ vật của tao nó cái cỡ của nó bằng con mày Phan Hoàng à. Hiểu ơi Hiểu, bạn thấy được không Hiểu? Được rồi. Cũng được lắm bạn ơi. Chúng mày có một Hoàng nó mồ sao mà thấy được, sao mà thấy được. Ui chúng mày ơi, thế giới vãi. Cái lúc đấy thắng mày thật sự là thắng. Ôi Duy ở đây đúng con tao rồi, Duy đúng đấy, đúng chuẩn tao. Em coi đẹp quá. Không ai đâu. Câu. Hốt ai á. Tặng nhiều đang là kênh YouTube của nó đấy. Được. Rồi mấy con còn chạy nhanh nha. Rồi đéo chạy nữa. Lòng có mấy bé đâu rồi. Chúng mày yên lặng nhá. Thằng Duy nó có thể ngửi được sự nứng của anh em mình nó gió. Mày Duy ảo cực tắc khé mày luôn, nó đi qua rồi xong tự dưng nó phanh lại, nó ngửi quay ngược lại, bắt ngồi với Gia Linh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, ok, ta sẽ không nói gì cả. Biến hình đi mấy con quán. Ôi ơi. Đi con mẹ ơi, nhìn cái bồn nước kìa. Ôi ơi. Má tao không thấy cái này mày ơi. Không thấy. Chúng mày ra nhìn tao. Thực sự mày này nó mù. Hai thằng này bắt đầu đánh hơi được gì rồi. Đánh hơi được rồi, thằng Duy đánh hơi được thật rồi. Hiếu ơi, đi theo thằng Duy Hiếu ơi. Ok. Đúng rồi. Tao nghe cái thằng tăng trần đó. Tao hử, tao đoán đầu hử được rồi. Mấy cái mùi mà gọi là đái có kiểu hiểu hử nghe dễ lắm. Cái gì? Bạn hôm nay bán đồ ăn được không? Cầm mồm nha. Sáu mày ơi, nghe đằng sau lưng mày ơi. Quay đầu. Không, đằng sau kia ở hướng ngược lại. Đằng sau nào mày? Yeah. Mày gọc. Đây rồi. Đại Linh ơi, bật chế độ hóa chó này, Đại Linh ơi, hóa chó đi. Tao bị chọc tiên rồi. Tao đang ngửi cái mùi gì á? Mùi làm tao điên lên vì nó. Oh, không là lên. Đúng rồi. We'll use the power of friendship. Bạn ơi, tao xin mày, bảo em đi đây, bảo em ơi. Cút con mày đi nha. Tao win chắc luôn, tao to mà tao vẫn win à. Phan Hoàng ngu quá. Tao muốn chửi thôi chứ nó không ở gần tao nha.
Bắt đầu hơi. Ê, bạn đàng ơi, bạn đàng ơi. Bạn đàng ơi. Bạn đàng ơi. Bắt bắt lẻ ra ngoài ơi, bạn ơi. Ra ngoài ơi. Giết nó. Ừ. Nhìn nó duy buồn cười. Chó em. Tao rất là vô lý lý. Đứa nào đi tới cái chỗ tao hết, tao nói thiệt. Cả cuộc đời cho góc mình xích của tụi bạn cháu bây giờ đi tới cái chỗ này luôn. Thề nghe, nó sẽ cay cay hô với hai quá chịu luôn. Cái bực mình vậy. Đúng rồi, hay Phan Hoàng ơi, bắt đầu cái đó cả mày bị lừa rồi. Nghe lời khuyên của thằng Duy nè. 15 giây nữa Phan Hoàng sẽ không chạy tới chỗ tao được. Đúng rồi. Ây da. Má ơi, con được rồi, con được rồi. Nó xa quá. Con tập hồ rồi. Mày làm cái gì vậy? Thằng Duy nó sủa. Rồi anh em to quá. Anh em, sao anh em rau này to quá nhờ? Còn cứu được, còn cứu được. Mày đi làm sao đây? Yes sir. Yes sir, what's up? What's up, cái gì đây? Có thằng sang vượt chú con Long. Mày cứu đâu? Mày tập văn hoàng nhá. Mày nói đúng à? Chỉ game mà bà ăn xong cay ấy, game mà cay ấy. Chỉ đổ tao. Mày chơi tao vậy sao được? Mẹ cái thằng Long vừa cứu thằng Hiếu ấy. Gì đó? Vậy thì hàng để mù 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 vãi luôn. Thao đấy. Bình tĩnh, bảo hoàng này, cho tao bảo này, tao bảo này. Bây giờ nhá, mày khát nước đúng không? Thì đi, có cái vòi nước này, đấy. Để nó gắn rồi, hiểu không? Đừng chết một mình này, Phan Hoàng ơi. Đừng chết một mình rồi, Phan Hoàng. Con chết hai luôn. Từ từ thằng Phan Hoàng đổ rồi. Nhìn mày tao khát nước vậy, hiểu không? Cảm ơn. Hai hàng này, ba que à? Ôi dạ, chết nước nhá. Phan Hoàng ơi, đổi vị trí đi. Ờ, hợp lý này, hợp lý. Ồ, 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 ồ. Hợp lý, đéo. Đéo hợp lý nhưng mà. Hợp lý. Lần này giúp tốt rồi. Rồi, người mua BT chưa? À, em gửi mua 13T rồi, anh Trang này mà thơm quá. Tao để mic mày 200% rồi. Anh Giang ơi, anh Giang ơi. Láo à, thằng này chết trước cho nó đỡ sủa. À. Hello, đứa nào ấy? Mày phá hủy á. Duy, mày nên ấn nhanh lên. Ôi, thằng Duy chú mày hứa. Thằng Duy nó sống được thì tao cũng thấy tài á. Tao thấy nó thằng Duy sống được tao chắc của mày. Gì nhở? Cái gì thế? Bro, tại sao? Ngồi Wow, you gotta see this bro. Điên đỉnh quá. Một tìm chỗ trốn. Không, phần này khó rồi, phần hàng kia khó rồi. Nhanh, di chuyển. Tìm hộ nhá. Thôi dần. Thơm. Thôi. Bà tao đi rồi. Ê, thằng Bảo Hoàng, mày tư chi điểm mày à? Ờ.
Thôi. Thơm vãi. Thơm vãi. Thôi. Thơm mạnh luôn. Chịu. Ok nha, round này win tao bảo Hoàng, tao tăng lương cho nó, thua tao trừ 59% lương, ok không? Let's go, let's go. Go, let's go. Tao thuộc map này rồi. Tao cũng thuộc map này ở đây, đây là một thằng đang trốn đúng không? Tao nhầm mà. Ok, lúc này. Để tao, bảo Hoàng ơi, tao bắn úp hay, Con chó ấy. Mẹ đéo di chuyển kịp rồi. Đố là không muốn bị chỉ lưỡng nhìn thấy. Nói nhiều này. Được bảo Hoàng ơi, tăng lương, bảo Hoàng ơi. Không, Hoàng ơi, tôi đã loạn quá. Một thằng nói rồi. Tối dần bảo Hoàng ơi, Mày đúng sai đáp án rồi. Đúng công thức nhưng mà sai đáp án. Thơm tao với Bảo Hoàng chắc thôi. Để xem hai cái tăng này nó cũng đi luôn nhá. Tao chỉ mong kết hợp với chúng tôi. Ôi thắng ơi, tôi nhét bạn 200.000, bạn bỏ qua tôi được không? Anh bỏ qua đợt này đâu, tím nhét 200. Anh thắng. Nói cần tiền. What the fucking. Đấy đi, bắt thằng thắng. Thắng luôn đi thế. Nó biến hình ngay trước mặt thằng thắng. Thơm. Ok anh em có tập trung một thằng Ba Linh bỏ qua hàng sang. Hàng sang lại hại quá. Sao quá.